ta đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Mời cả trường đứng dậy làm lễ chào cờ, thầy giáo có hành động vô cùng bất ổn. Theo đó, với tất cả sự trang trọng nhất trong ngày khai giảng đầu năm, thầy giáo nghiêm chỉnh đứng trên sân khấu, nghiêm giọng đề nghị học sinh phải thật sự nghiêm túc, chỉnh đốn y phục, tác phong nghiêm trang, chuẩn bị làm lễ chào cờ. Sau đó, thầy giáo bình tĩnh quay lưng vào trong, định kéo buộc sân khấu ra để bước lên cho thêm phần long trọng. Ai mà có ngờ đâu, thầy chỉ vô tình kéo hơi mạnh tay, mà đã làm cho mặt bàn bị bung ra, hất văng luôn cả bình bông xuống đất, vỡ tan nát. Đứng từ phía đằng xa cũng có thể nghe rỗn rãng giòn tan trong không khí. Cộng đồng mạng sau khi xem qua đoạn clip chỉ biết lắc đầu bất lực trước chuỗi những tam tai kiếp nạn của các trường hợp liên tiếp xảy ra trong ngày khai giảng đầu năm học mới. Một số đi lại bình luận như sau: trường tôi hiệu trưởng đánh thủng cả cái trống. 2023 toàn mấy vụ khai giảng bất ổn. Sáng mới xem vụ đánh trống mà gãy cái dùi trống trên tin 3 phút xong luôn. Trường tôi đánh trống sai nhịp liên tục cộng với trời mưa và hát quốc ca yếu xìu, y chang giọng đến từ địa ngục vậy đó. Trường mình thì khai giảng xong bị chập điện suýt cháy trường. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh tin 3 phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.